Hello, xin chào cả nhà nghe. Hello, xin chào cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay thì mình mới với Liên Ngô. Hello, chào cả nhà. Mình với Liên Ngô là sẽ lập được một cái tem. Cái tem mình rất là đông luôn nha. Thì gồm có mình, Liên Ngô, đây là Năm Báo. Còn đây là Phong Liệu. Hello. Còn đây là Cá Chê nha. Mọi người nhớ nha, thì ngày hôm nay là mình nói là mới lập tem nên mình mua con gà. Đó, làm con gà nè, mình làm con gà hấp bia đi ha. Đãi tất cả mọi người luôn. Đó, là bằng con gà. Bây giờ mình sẽ ảo thực một cái trò rất là hay luôn. Là con gà này em có tin mà anh làm trong vòng 3 giây xong con gà không? Chín luôn. Thiệt không? Bây giờ em nè, em đưa cái thao mà em đi. Bây giờ anh sẽ giục con gà lên. Đó, là em hứng là con gà chín. Đó, mình mới ghê chứ. Rồi, bây giờ em nhìn kỹ nha. Bây giờ mọi người nhìn nha. Đây, con gà đây, con gà mái nha. Bây giờ giục lên là em hứng nha. Là gà chín đó. 1, 2, 3. Con gà đâu anh Thước? Đây nè, thấy lộn rồi mọi người ơi. Nó lên lóc nhà luôn rồi. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ thảy lại hứng nha. Ghê vậy. Là chín đó nha, 1, 2, 3. Ghê chưa, ghê chưa. Rồi, nguyên con gà chín rồi đó không? Đây nè mọi người, đây con gà mình đã chuẩn bị xong nha, chuẩn bị đồ bò tạc này, nó là đầy đủ cho ai muốn ăn cái gì thì ăn. Đúng bữa rồi. Nay là mình đãi tem, tem này là của tem Liên Ngô mới lập ra nha đại đình, mới kiếm được mấy ông anh. Mới mốt là bây giờ mình có cái này mình muốn giao trước nha, là mới mốt là tem mình á là cho dù cho anh cỡ nào cho anh nhưng mà không ai quạo nha. Hiểu không? Đồng ý không? Đồng ý không? Có cái gì á mà hay hay á, đại đình cứ comment là tem mình sẽ chơi mà chơi không quạo, đồng ý bắt tay. Rồi, ok. 1, 2, 3, yeah. Mà chơi không quạo, bây giờ mình bắt đầu nhập tiệc đi. Bây giờ bữa nay mình ăn gà. Không, bây giờ em có chuẩn bị cái đồ chơi nữa. Cái đồ gì chơi chạy? Đây, cái thùng bốc thăm, bốc được cái gì thì ăn cái đó. Đúng, bữa nay là Liên Ngô, có chuẩn bị luôn. Thì đó, là mới lập tem là phải chuẩn bị có cái gì đó vui vui chứ, vậy đúng hả? Không? Bây giờ mình là bốc được cái gì ăn cái đó hả? Đúng rồi. Có ai đồng ý chơi với em không? Đâu, mượn cái thùng tem này. Em có ghi giấy sẵn hết trơn rồi. Có lỗ luôn hay ra không? Có ghi giấy trong đây luôn. Thọc cái tay vô bốc thôi. Bây giờ. Vậy bây giờ ai là người bốc tem chứ? Bốc trước em đi. Vậy em bốc nha, em là con gái trước đi. Bốc cho tiên đi. Chúng cái gì ăn cái đó hả? Như là dấu sắc, dấu quyền, dấu hỏi, phu câu, cánh giò gà vậy đó hả? Đúng rồi. Thấy Liên Ngô. Hôm nay nhiều người nè, chơi chắc vui á. Hấp dẫn. Liên Ngô ơi, phan, mỗi người bốc tem một cái miếng đi rồi chút xíu mình họ lật ra. Rồi ok, vậy đi. Nè. Rồi tem. Ok. Hên hên nè. Rồi bây giờ tới mình nha. Đó, bây giờ tới ông Năm. Đây là Năm Báo nha. Sốc lên. Đây là Phong Liệu. Đây là Liên Ngô, đây là Cá Chê. Cá Chê nha. Mình là Công Thức. Rồi sắp lên rồi. Lắc bầu cua các mọi người. Lắc bầu cua. May mắn đến gì em. Rồi, rồi okay, xong chưa? Mình để đây đi ha. Camera nữa, cho camera bắt luôn. Thôi cameraman chút xíu đi, hành hạ cameraman sao. Mình có thêm một người thành viên nữa, đó là cameraman. Đó là nhóm mình nó là được là 6 thành viên. Đó, bây giờ rồi, mình bắt đầu mở trước nha. Rồi cho anh Thức mở trước đi. Chỉ định một người bốc thăm. Bây giờ mình chỉ định một người làm cái bốc thêm một cái thăm mới. Ủa không được ăn rồi. Đúng rồi, được rồi đó, đâu có được ăn đâu. Kỳ trời. Bây giờ mình sẽ chỉ định hả? Phong Liệu. Rồi. Bốc thêm cái thăm nha. Bốc thêm một lá thăm nữa, nhưng mà lá thăm của mình bốc hồi nãy là mình chưa có xem nha. Rồi, ok. Rồi bây giờ tới bên đây, mở thăm ai. Thục dầu 10 cái. Thục dầu 10 cái. Rồi bây giờ tới Liên Ngô. Trời ơi kinh. Gì? Cái gì? Quẹt lọ. Sao vậy? Tự, cái này là đây, tự đây, em đây, nha. Đây, quẹt lọ, quẹt lọ. Xui vậy? Đó, rồi bây giờ tới thăm bên đây. Bên phòng. Rồi thực hiện nha. Hai thăm là no rồi. Chắc no rồi đó, chắc ăn được mà. Quá lượt. Thăm đầu tiên qua lượt nha mọi người. Thơm không ta? Không được. Còn ăn. Còn kia. Còn một lá thăm nữa đây nè. Mắc cười quá. Đấy. Ui. Đấy tích gà. Trời ơi. Đây là hai lá thăm nha. Thôi thôi. Dạ thôi. Thôi mình nha. Rồi anh Năm đưa gai. Thêm lượt. Thêm lượt kìa. Để cho bóc lại thêm lượt nữa. Mắc cười quá gì. Cái này tới chịu luôn, không ăn hết con gà đâu. Có thăm miếng hai nha mọi người.
qua được à, cơ hội rồi bây giờ là bên đây thùng dầu 10 cái rồi bên Ly Ngô là bị vẹt lọ bên đó ngửi cái đít gà đây không xứng ngửi đi ngửi không xứng ngửi đít gà đi đó đây mọi người đó nhanh nhanh đấy bây giờ mình sẽ khai trương cái món gà đầu tiên các bạn ờ hửi đít gà phải không cái nào hửi đít gà chảy nước mi rồi thùng dầu 10 cái rồi cân à, 10 cái ít mà trời trời thằng nhỏ đã ốm rồi cái trò chơi này hơi vui nè năm Ly Ngô con nhận con bá đạo ha bảy xui á tám lúc nào cũng xui mười rồi khởi động chút chơi gần mình sẽ quẹt lại nha trời quẹt cái gì dữ vậy đây mình đây 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 mà đã nè mình có chuẩn bị cái ghế nồi đây Ly Ngô đưa mặt vô cái đó là cái nồng mà mày. Nó nghe này là vẽ đẹp mới vô vẽ đẹp đẹp được không em thấy em xui em ghi là em biết thế này em cũng bị dính nè thôi bây giờ bên đây đi hả một lần thôi đúng rồi một cái một lần nha đây là thành viên cuối cùng của trong tay mình đây là cameraman luôn nha bây giờ mình dựng máy mình bắt cameraman vô chơi luôn cho cameraman bắt trước cho cameraman bắt trước người ta thường nói cameraman bắt tử bắt tử mà cameraman bắt không bỏ lại quật ớt rồi quẹt lọ xử nó xử nó xử cameraman ơi nè mày cameraman á là mày phải dùng hai ngón tay nhất kim nhất kim chỉ nó mọi người chơi kỳ quá thôi cỡ nó ra cỡ nó ra luôn mày ơi trời không qua được bên đây nó không sao không sao không sao vẫn còn chơi đâu đây 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 tới anh Phong đi tới lượt em nghe mọi người ơi tới phòng đi nè tới anh thức nè rồi đâu không mở luôn đi mở trước đi cho ăn cái giấy rồi trời ăn gì nữa trời sao em nói chứ ăn em ăn sao em với nó ăn không ủa sao mà nhớ là có cái em vẹt lọ nha đưa lại ơi ăn ớt nha ăn ớt nhưng mà ăn chứ hết cho ớt luôn á đáng lý ra là nãy giờ là ăn ba trái rồi đó cưng ơi nè cắn cái không không chơi chạy nghe chạy là xuống sông xuống địa xuống địa đây xuống địa nè cái chơi đây tới mình nè tới gọi cứ thêm một lượt thêm lượt hả đó đi đưa được okay. Làm ở bên đi nè bắt rồi, đi sao ủa rồi sao em rồi chừng nào mới được ăn gà thì cứ đi cái này em biết đâu hên hên thì mới được ăn chứ bây giờ mình nói là những cái lá thăm gì xét á là mình sẽ bỏ qua bên bỏ bây giờ mình sẽ bắt chừng nào coi thử chừng nào mới được ăn rồi ok ok ha nhiều cái khi... gì xét bỏ lại hoài à rồi anh Năm đứng thùng bên đây nè bây giờ mình thêm một lượt coi là thêm một lượt nữa là bóng thêm cái nữa gì hên vậy cái gì mà đó cái này ăn gì vậy nửa ly bia ai cái số là như là uống bia thích tivi là chỉ uống bia thôi còn nó ăn ớt thôi ra nước mắt ủa chưa mà chị nè, Ly chưa bắt nha bắt mà nửa ly bia cái gì rồi dạch ra đi cho anh uống xong cái này nữa nguy hiểm quá sướng gọi tới em nè gì trời quẹt lọ rồi luôn rồi đi thằng lĩnh rồi quẹt lọ mày ra bự đưa đây đưa đây cho em đi mọi người ủa vậy em quẹt lọ được không lão ra đây đó quẹt lọ nha hai người quẹt luôn được thôi thôi một người hai để em quẹt cho ok rồi bây giờ mình nhắm mắt lại đây quẹt mép bên đây nè rồi đưa đưa mặt đây đưa mặt thôi lại hết trơn cái mặt đẹp trai liền đẹp trai kệ anh Năm kệ anh Năm kệ mọi người anh Năm kệ nhớ nghe kệ kệ bên đó đó đúng rồi chỉ định bốc thăm chỉ định một rồi anh Năm chỉ định hai rồi đây chỉ định một người bốc thăm nha chỉ hai câu chỉ hai thích người nào chỉ người đó chỉ caramel đi rồi nè caramel trời ơi caramel đó mình làm cái gì thôi bây giờ mình sẽ chơi một cái trò nào bây giờ mình sẽ bốc thêm chừng nào mà hết thăm này thôi
Chứ mình không có bà reset nữa. Đúng rồi. Tại vì nãy giờ clip mình cũng hơi bị dài dài chút rồi. Mất thời gian. Mất thời gian mới gọi đình nó để mình còn ăn gà nữa. Tại vì mọi người à. Tại vì hé lộ bí mật nha mọi người. Mình thấy sơ sơ nha. Là chữ trong này là chữ quẹt lò nó rồi. Quẹt lò luôn. Đây được trả thù, được trả thù. Trả thù. Chạy qua bến liền, chạy qua bến. Qua bên đây liền. Chạy qua bên đây liền. Lĩnh ơi là lĩnh. Cuối cùng được trả thù rồi, Caramel. Đưa mặt lên, đưa mặt lên. Mặt đẹp trai nè. Quá trời luôn. Hai giống đội nón mà. Ơi nó nghe nè. Đồ mép rồi. Lỗ nó bay qua chị luôn á. Nó bay mà. Rồi bây giờ tới Liên Ngo mở đi. Rồi. Ủa bên Liên Ngo người cuối cùng quá không ta? Ừ. Cái gì chứ lỗ nó gì má. Ủa tôi nhớ tôi ghi ít lắm mà sao nhiều cái gì. Quẹt lỗ nó rồi. Đây, giao cho con đó, xử luôn. Em luôn hả? Ừ. Nãy giờ đi hai ngón rồi. Ừ. Mà ngón trời ơi, vừa vừa thôi trời ơi. Nãy giờ tao đâu có quẹt cái gì đó. Chắc ở trên chân mày á, cho dính hai chân mày lại với nhau luôn. Ờ, 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 ok. Kỳ quá hả? Bây giờ tới ai? Thôi giờ bắt lại đi, từ đầu nha. Ôi là con trời. Gà thì nào được ăn không biết nữa mọi người. Nãy giờ Liên Ngon như là không có cái vụ con gà luôn á. Có mà cứ bóc đi hết thế nào cũng nè, được ăn à. Rồi bây giờ bóc lần hết luôn đi. Nè tới nha. Tới chồng đi. Ai bóc thì xét là bỏ qua nha. Đây. Hồi nãy. À nửa ly bia. Bỏ ly bia cho mình uống không không, không không có ai đi, uống cho. Nửa ly. Nè không nè. Thôi giờ uống nửa ly bia. Mẹ chữ ăn ớt ăn à. Ăn nữa, không biết ăn gì mọi người, ăn nữa. Có chưa ăn gà đó. Ăn gà chứ không gà. Ăn gà đó rồi. Ăn gà rồi. Ăn gà. Rồi, tới rồi. Tiền con mã gì nữa rồi. Qua lượt, qua lượt, qua lượt. Sống lại rồi. Đâu? Qua lượt, qua lượt. Ăn ớt đó mọi người. Số em đó. Qua lượt rồi. Đem rồi, đổ nó luôn. Qua lượt luôn. Ô là trời, ô. Vậy? Vậy gà bù tẹt. Rau chấm mùi tạt. Rau chấm mùi tạt. Rau chấm mùi tạt. Rồi Liên Ngon ăn rau chấm mùi tạt đi, bò tạt đây đây. Ăn đi. Rồi ăn đó, ăn hết cho ớt mày. Ăn hết luôn cho ớt đi. Cắn đàng hoàng, cắn đàng hoàng. Bây giờ mình coi canh đó đi. Rồi. Ừ, đúng rồi đó. Bây giờ ăn cải đi ha, cải chấm mùi tạt. Cải chấm mùi tạt. Ok. Đâu đâu đâu, chấm đâu? Chưa mà, chưa mấy chới rồi. Từ từ. Qua lượt luôn rồi nè. Nè, em chấm đây nha. Em bỏ lượt luôn. Em chấm đây nữa nha. Rồi, dòng mới luôn. Dòng mới. Ừ. Rồi, bắt tay. Chứ anh lại. Đi dòng ngược rồi nè. Ừ. Em còn một lần ăn ớt nữa nha. Ăn trước. Đáng lý là ăn hết luôn. Rồi, tới mình đây mọi người. Rồi, cái anh nè. Anh năm kìa. Không, cái lá nó bỏ đi. Không, cái này không lá gì xét là bỏ qua ăn lượt luôn nha. Vừa xếp bắt lại bỏ đi. Bỏ đi. Chứ rồi đó ông Năm hẻ đường quận nữa đó. Rồi mình có sức khỏe rồi. Đây hết chưa? Thật dầu 10 cái. Thật dầu 10 cái. Đây tới anh. Mở ra nha. Thiệt chứ. Mở từ từ. Ta đây mình lấy mình phải trung thực càng hoàng. Đây. À, mình sao sẽ ăn ớt với người đánh gà vậy. Lại được hứa mùi nữa. Chết rồi trời. Ừ, hứa mùi gà đây. Ờ, à, ok rồi. Đó đi qua đây rồi, đứng sau lưng ngồi Liên Ngon nè. Ăn chanh chấm bùi tẹt. Rồi, số mùi tạt. Ăn vậy? Ăn chanh chấm bùi tẹt. Ăn chanh chấm mùi tẹt. Đúng. Liên Ngon ăn chanh mắm mùi tẹt nha. Gì nữa vậy? Ôi. Cố lên. Cố lên, caramel. Ôi, mới ăn bùi tẹt xong. Ôi. Nãy giờ ăn bùi tẹt, Liên Ngon ăn bùi tẹt có ai mà thấy chưa? Có, cái chơi nè. Ăn chanh gỗ gàng nè. Rồi, mùi tạt đâu đưa lên, đưa lên cho mọi người coi rồi. Đây. Đó. Liếm cái. Phun nước miếng ra có miếng bọt nó mới sợ. Ngon quá. Ngon quá. Rồi tới em nè. Rồi. Không có ăn ớt đâu. Đúng rồi. Thục dầu 10 cái. Dầu 10 cái. Trời. Làm liền cho nóng. Thục dầu 10 cái. Trời công nhận Liên Ngon mà cái thùng thanh này như là chưa ai được ăn gà đó. Từ từ rồi ăn. 4 này là hành hạ trước ăn sau. 6 7 Quẹt lỗ. 10 Không, có, để ly quẹt cho. Rồi trả thù. Đây. Người ta nói quân tử trả thù 10 năm không muộn. Hồi nãy anh thức quẹt lên quẹt em mà. Ừ. Bây giờ là 5 ngón luôn. Thôi. Rồi vậy được rồi. Rưa qua đây.
Không không không, em không có quẹt cái mặt đâu. Cái chùm râu dê. Rồi ok. Dễ thương quá. Cái mặt mình sao rồi? Cho em khăn giấy đi. Cho rồi, khăn giấy đi cho mày. Rồi. Giờ mình sẽ bỏ mấy cái thăm này, mình bóc thử ai liên ô sẽ được bao nhiêu thăm trong đây nha. Tài nữa. Bóc nữa hả? Rồi, đi theo giọng vô đi. Tình lại mang ớt nữa nha mọi người. Đây, đây, đây. Nhiều khi cũng xui xui cũng ăn nữa đó. Nãy giờ không được món gì mày ớt với hửi đất gà. Làm mấy ớt nó đi. Thêm lượt, mình thêm lượt nha. Đây, thêm lượt, đưa lượt nữa đây. Ờ, ông Nam quẹt rồi. Trời, mặt mày nãy giờ chưa, chưa. Để tôi, để tôi. Thế đúng thế luôn. Bây giờ tôi thêm một lượt nè. Nè, đó. Rồi, để đây đây, mình quẹt trước đây, cái này. Quẹt trước đây. Trời ơi, trời ơi. Kinh khủng chưa? Không được chạy. Không được chạy. Người ta giao quẹt quá mà nấu giao quẹt sao đây. Nếu ông giao quẹt lạ mà. Rồi, tới em cho. Từ từ. Rồi đưa thùng ơi, tới em nè. Đây, đưa. Trời ơi, coi số làm như uống bia không anh. Bia bao nhiêu mình uống hết. Đây, anh Phong nè, với rửa ly bia. Caramel. Caramel. Rồi. Ăn nữa rồi. Ăn nữa. Ăn con. Ăn gì đây? Ăn gà đó. Coi chuyện anh được ăn gà. Thấy không? Chưa, 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 chưa. Dưa leo chấm mô tả. Rồi. Đâu. À lần này em được qua lượng nha mọi người, đỡ ăn hết nha, cũng đỡ đít gà nữa nha. Ở rồi, dưa leo chấm mô tả đấy rồi. Liên không? Ủa sao em bắt được hai thăm luôn vậy? Gì vậy, một tấm rồi. Chơi chưa, em chưa chọn nữa, cái tự nhiên anh bắt cái thăm gì vậy? Gì nữa ai? Mình ăn mọi người. Ngửi ngửi mông gà. Đâu? Ngửi đít gà. Ngửi đít gà, Liên không? Ngửi đít gà. Đó, ngửi đi. Chết trời. Con gà chừng nào ăn? Con gà chắc không được ăn luôn. Tao. Để gì vậy? Đây đây nè. Câu câu hỉ. Rồi cái gì nữa rồi? Không còn có mấy thăm nữa. Gào, chấm bồ tạc. Chấm bồ tạc. Đâu? Ăn chúc mừng nha. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng. Rồi bây giờ mình nửa ly bia nha. Ơi, công thức nãy giờ uống bia không nha. Ở bên đại cây uống chết, đại nửa ly bia không được luôn. Nửa ly bia là không được luôn. Đây, nhiều vô. Kìa. Cười nha nha nha. Rồi, ngon nha. Ngon quá. Ngon vậy. Ngon không? Ngon 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 lắm. Mặt vui lên, vui lên, vui lên. Mặt ngon quá, vui lên. Ngon mặt vô. Ngon, 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 ngon. Ngon, 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 ngon. Ủa, ngon sao khóc vậy? Nha. Ngon sao khóc vậy? Ai, lá thanh là tự văng ra nha. Lấy luôn. Cái này là trời xuống khiến. Biết đâu được. Đó, bây giờ mỗi người cầm một lá thăm đi, rồi đưa ra trước khỏi ai đọc hết trơn á. Thử là ai làm gì ha. Rồi ok. À, rồi đó, người cầm lá hết đi. Còn có mấy cái thăm à? Rồi chưa? Rồi một hai ba nè. Rồi đó, chưa chưa. Đem, đem. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Còn mấy lá. Rồi nó nữa, rồi đó, nó nữa. Rồi đó. Rồi bây giờ đưa lên đi. Rồi hắn coi luôn. Đây. Không, anh Nam bỏ, anh Nam báo bỏ cái bao cái bao đi. Không, để lấy như qua lượt luôn. Qua lượt, qua lượt luôn, đúng rồi. Tại cái này, ăn mày quẹt lỡ hả? Nửa ly bia, ông này nửa ly bia hoài luôn. Ủa sao, bao nhiêu bia mà nuốt hết? Cái này dưa leo chấm bồ tạc thôi à. Dưa leo chấm bồ tạc. Ăn ớt à. Thằng này ăn ớt hả? Rồi, ăn hửi cái. Hửi đi, thấy không? Rồi, chứ hửi. Gà trời. Ăn nó quá gà. Quẹt lỡ. Đó là qua lượt. Cái này là qua lượt. Quẹt quá lượt quá. Quẹt lọ hả? Chết rồi trời. Cho caramel. Không cho mẹ. Hết thấy mặt không? Đưa mặt lên. Đây. Ăn ớt. Kìa, ăn ớt kìa. Đưa mặt không? Anh làm nước chưa ăn hả? Ăn ớt đi. Sao không sao nữa. Rồi bây giờ mặt lại đi. Ăn ớt kìa. Ăn ớt kìa. Thiệt là đẹp quá đi. Cái mặt mình nói đẹp. Cái này chưa chín chưa chưa luôn. Rồi rồi rồi. Đưa 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 đưa. Cái gì? Đâu 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 đâu. Chưa 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 một lát rồi. Mọi người ơi. Chưa chưa. Bắt thăm hết chưa? Mọi người ơi. Ừ. Ăn gì ta? Một người bắt thăm. Chị anh nè, chị anh em đỡ chị anh nè. Chị luôn, chị luôn. Chị luôn. Một người to một thăm nữa nè. Quẹt thêm cái nó hết mặt luôn nè. Ê. Yeah, yeah, cuộc đời mình. Trứng gà, ăn được trứng gà.
kìa. Nó tay nó tay ai vậy? Ăn gì vậy? Gà. Em bị quẹt rồi. Giờ bị quẹt bỏ mà giờ bị thục dậu các bạn ơi. Giờ thêm cá quẹt lọ nữa. Bây giờ mình được hai cái chân gà bây giờ mà. Mày cái gì? Quẹt, quẹt đó. Ai sẵn quẹt hai thằng luôn. Ok luôn. Không, cái này là ăn dưa leo chấm bù tẹt thôi à. Thôi ăn dưa leo chấm bù tẹt thôi rồi. Ờ. Cá chê trước đi. Cá chê trước đi. Cá chê nó bóc trước. Đây 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 đây. Bây giờ coi nha. Chết tại trời. Đi qua đây. Rồi đây nè mới thấy. Rồi à. Mà đây được. Chết thì trời. Tâm em đang tỉnh nha mọi người. Người ta phong mọi người ơi. Tâm đang tỉnh mọi người. Ít gì chạy. Ờ ít quá à. Ôi. Mình chay lọ. Thấy luôn. Ôi. Một hồi là nó bị là mình chay nó nhiều hơn à. Quá trời. Chào đi. À, bây giờ đây mình ăn cái chân gà nha. Anh Nam ăn chân gà đúng không? Ừ. Trời ơi, nãy giờ mình mới được ăn chân gà đấy. Ủa, hồi nãy mình ăn cái gì quên rồi ta? Ăn dưa leo thịt kìa. Ăn dưa leo chấm bồ tạc. Ăn dưa leo chấm bồ tạc. Thơm hết bà. Trời ơi, chân gà thật là thơm. Bạn ơi. Đó, mời cả nhà ơi. Cả nhà nha, mình ăn chân gà nha. Cuối cùng cũng được ăn rồi. Trời ơi. Cuối cùng được ăn chân gà. Mùi vị nó ra sao? Mùi vị nó thế nào? Mấy ông biết giờ chân gà mùi vị nó ra sao không? Ngon. Cái này ăn làm gà không ăn ngon ghê. Giật giật cái nách luôn. Giật giật không? Ăn không? Ăn đi. Hả? Đâu có được ăn. Đáng lý là phải ăn hết một trái. Nhưng mà hơi mới chơi không ăn hết được. Bất công mai mốt nó tem của mình nó chạy hết. Rồi ngon thật rồi. Đi ra chấm củ gà nha. Thật sự nãy giờ nó đói giờ. Mà anh nếu bia nó uống hết luôn. Quá kiểu à. Ăn ớt hết luôn. Ăn ớt hết luôn nè. Cả nhà ơi. Rồi dòng mới đi. Thôi chắc được thịt đó. Mấy rồi mấy lần cuối là cũng có thịt đó. Lần này em được ăn rồi đó. Thấy giờ chân gà là khoái khoái rồi đó. Sắp có thịt ăn rồi. Sao mình thăm còn nhẹ chứ ta. Ăn cái gì nữa đây. Đây nó là năm nữa. Hết thăm chưa. Cậu đúng tấm mục luôn á. Hả? Cậu đúng tấm mục à. Bác ơi. Còn. Còn không? Còn. À. Chân gà ngon quá. Còn. Còn không? Chỉ định rồi còn thăm nữa đâu mà bốc. Hết rồi. Cái này là bốc lại cũng hết luôn rồi. Hết rồi. Hết chưa rồi. Còn một phiếu. Phải rồi. Còn một phiếu. Còn phiếu hả? Ừ. Kìa cái chơi đi. Thăm mà bốc nè. À, tới dầu quá. Cá chơi đi. Mà. Mình thích em không có đâu. Thế à, bốc. Nhiều tấm thăm này. Còn không? Nha. Rồi cái cuối cùng đó. Rồi tấm cuối cùng để gần lại cho mọi người coi. Rồi bây giờ ông Nam mấy gì đây. Dưa leo chấm bù tạc. Dưa leo chấm bù tạc. Ăn dưa leo chấm bù tạc. Rõ ràng bây giờ cuối cùng là em. Rồi, sẽ ăn dưa leo chấm bù tạc. Ông Nam chờ. Đây phan chỗ nào nữa đâu mà quẹt. Quẹt nó thử nó thử nó luôn. Lỡ thằng cuối cùng cũng bị nữa. Đen thôi đỏ luôn đi. Ở đây ít nè. Rồi còn ai thăm nữa không? Tới mình nghe mấy cái nè. Chỉ dạ. Định như leo chấm gọi tạc cái nhà ơi. Mình có cái thăm này. Nhìn kỹ nha. Nó thật sự là nhìn kỹ nha. Thấy gì chưa? Miếng con gà. Nè, nhìn nè, nhìn thăm nha. Ồ, cái con này nó mà. Ôi, 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 ôi,